Vâng, xin giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn. Đây là không gian trưng bày của không gian trưng bày cây Nhật của hợp tác xã Thăng Long. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy quý vị. Bây giờ tôi sẽ cùng với các anh bonsai Trần Hiệp, tôi làm cái video này, tôi quay gửi tới cho quý vị và các bạn. Ui, ôi đẹp thế anh ạ. Chất quốc tế đây này. Đúng rồi, đặc cấp quốc tế đấy. Một trong những cây thông này nó là rất đẹp nha các bạn nha. Vâng. Phi lao à, cây thông. Toàn bộ lũa là tự nhiên. Vâng. Của cái cây thông nha, nhưng không phải là. Ui, đẹp như. Nhìn lá này, thích thế anh ạ. Đặc cấp quốc tế luôn. Tôi sẽ đo sổ đo anh em nhé. Đo cho này. Đo chỗ này là hoành được 24 này. Đo sát gốc là hoành được 26 nhé. 26. Tán rộng từ điểm đầu đến điểm cuối là được 60 này. Chiều cao được hơn 40 này. Quay cho anh em xem các mặt này nhé. Cây đẹp quá anh ạ. Cây này là cấp quốc tế. Vâng, đúng là cấp quốc tế. Việt Nam thì không thể có trình để làm được đấy này. Đang cố gắng là các nghệ nhân đang phấn đấu. Một vài chục năm nữa sẽ đạt đến nghệ thuật đẳng cấp quốc tế này. Đẹp nhỉ? Này thì giao lưu với anh em là 50 triệu. À, có 50 triệu thôi à? 50 triệu. Quá. 50 triệu. Đấy, quý vị kết thì alo cho anh Trần Hiệp. Đẹp thế, quá phê luôn đấy. Tuyệt vời luôn đấy, em thấy thích. Tiếp đây là tiểu cảnh này. Đây nó gọi là gì vậy? À, tiểu cảnh. Này giao lưu với anh em là 15 triệu. Cây này là cây cây thông đúng không anh? Ừ, đây là một cây thông bonsai. Thông Nhật đúng không? Ừ. Việt Nam chưa làm được cây nhỏ này đâu. Cây này toàn bộ là nhập quốc tế về hết. Sau đó về đây là anh em các nghệ nhân ở hợp tác xã đã phối cảnh. Vâng. Để sáng tạo ra những cái tiểu cảnh như thế này. Vâng. 15 triệu. Rêu này là rêu thật đấy chứ nhỉ? Rêu thật nguyên bản xịn luôn này. Đẹp thế nhỉ? Sao nó lại ra được cái như này nhỉ? Sao nó lại ra được đẹp xanh mướt này nhỉ? 15 triệu anh. 15 triệu. Vâng. Cái này dài bao nhiêu anh thử đo em dài bao nhiêu nào? Dài cái này là 80. Vâng. Cao là 50. Ok ạ. Tiếp một tác phẩm. Thông đèn Nhật Bản nữa. Cây này toàn những cây này. Cây quốc tế. Quốc tế rồi. Hoành cái này đo đây là được 50, 53. Vâng. 53. Chiều cao là 60. Hoành 53, cao 60. Tán 70. Tán 70. Chiều dài của chậu là 50. Chậu này chậu Nhật nhá. Chậu Nhật hay chậu tàu anh? Chậu Nhật chậu thôi. Tàu đấy. Chậu tàu à. Cái này giao lưu với anh em là bằng 48 triệu. 48 triệu. Thông đen Nhật Bản. 48 triệu. Vâng, tiếp. Cái một cái cây thông nhưng trắng. Mà hai loại thông này khác nhau rồi anh? Đúng rồi, đây là cây thông trắng. À. À, loại kia em thấy lá nó cây khác. Cây trắng này thì giới thiệu với anh em là cây này vừa rồi là nó về trên máy bay bị chậm mất ở cảng. Vâng, vâng. Hơn một tuần nên là lá nó hơi xuống. Đang dưỡng đúng không? À, nhưng mà sau nó sẽ hồi lại một cây rất đẹp nhé. Vâng. Ok. Cây trắng đấy. Tôi sẽ quay cả mặt trước và mặt sau cho anh em ngắm tổng thể. Ok anh, được thôi. Đây ạ, gốc đây ạ. Cây rất là già, đẹp nhá.
Đấy, nguyên biển này. Gọi là thông trắng. Cái này giao lưu cho khách bao nhiêu tiền anh? Cái này giao lưu anh em cũng là 50 triệu. Ok anh, 50 triệu. Này, cái phong, cái này. Cây này cái phong. Phong à? Nhìn lá như lá nho anh ạ. Lá đỏ đấy. Vâng, phong lá đỏ. Cái phong, phong Nhật Bản này nha anh em nhé. Đúng rồi. Đương nhiên cây phong mà chỉ có Nhật Bản thôi. Cái phong này một trong những cây đặc thù của Nhật Bản. Chiều cao là 60 anh em nhé. Vâng. Cao 60. Hoành cây chỗ này là được 33 này. Chiều dài của chậu là 40 này. Cái này giao lưu với anh em là bằng 22 triệu. Vâng, 22 triệu. Bên này có cây thông nữa đây. Cây anh em trước. Ok anh. Cây tiếp theo. Đây là thông. Thông này thì là thông đen à? Thông đen Nhật Bản. Còn thông lúc nãy là thông trắng à? Ok anh. Cái này giao lưu với anh em là bằng 22 triệu. 22 triệu. Cây thông trực Nhật Bản làm nó vẫn chuất. 22 triệu. Đây một cây đại ca này. Cây này cho anh em vừa xuống lá làm. Vừa tỉa. Vừa là. Đây một cây thông đen Nhật Bản. Đấy, vừa mới về hợp tác xã. Cái này về được tháng rồi nhá, thuần rồi đó, khỏe lắm luôn ạ. Cái này hoành đây cũng được 58 này. À, hoành 58. Hoành là 58 này. Chiều cao được 60 này. Tàn rộng được 70 này. Cái này giao lưu với anh em là 50 triệu. Vâng, cũng 50 triệu. Rất đẹp luôn. Đó đổ đấy. Vỡ là chết đấy. Nặng mà. Thôi không cần đâu. Quay này là rất là rõ. Đẹp mà. Đấy. Quý vị nhìn rõ không? Bóng cây rất là đẹp. Đây cây này chưa là này. Đấy khỏe chưa này. Đấy quý vị thấy không? Quá khỏe luôn này. Đấy. Như cây này này. Cây này anh em chưa là nên là. Cây này lá rộng quá nhỉ. Vâng. Thấy cây cũng khỏe về về Việt Nam được tháng mà khỏe quá. Đấy. Cực khỏe luôn. Thế là anh em biết là cây yên tâm rồi gì. Nguyên từ Nhật về anh em. Không phải lo lắng gì, cây yếu hay gì nữa. Quá khỏe luôn. Cây này hoành đo chỗ này là được 35. 35 thành thế nhỉ. Quá tốt. Quá khỏe. Chiều cao được 60. Vâng. Tàn rộng là được 75. Vâng. Cũng 50 triệu. Không, cái này giao lưu với anh em là 50 triệu. Thế mà lại không. 50 triệu là chuẩn quá nhỉ. Đây anh cái này. À cái này giao lưu rồi. Ok. Cái này. Đấy. Ok nó hơi yếu để đã. Muốn cắt được không? Còn hồi đây là cây nhỏ ấy. Ok này. Đây một lô cây nhỏ này, rất là xinh xinh này. Đấy, cho bán hết. Nó bán đâu nên là đây, đại diện cây này đi. Cây này dáng bay à? Đẹp luôn già. Cây này tính anh em là 3 triệu rưỡi. Bay bay đấy. 3 triệu rưỡi. Nó tụt đấy, cầm mà hoi. 3 triệu rưỡi. Tụt bầu ạ. 3 triệu rưỡi. Chuẩn không đấy? Đây là cầm lên lô. Phải là 100% nhỉ, chuẩn. Đúng rồi. Sai tặng cho anh em. Đấy. 4 triệu rồi. Còn đồ, wow. Không, cây này thì 3 triệu rưỡi rồi, 3 triệu, còn cây vừa nãy 4 triệu rưỡi rồi. Được rồi.
Được, săn siêu thôi được. Thiếu đâu Trần Hiệp bù. Thiếu đâu tôi bù cho anh em. Đấy. Cái này 650k này. Ok. Cái mili đây. Cái này là 350k. Chắc 650k thôi, nó giống nhau thôi. Nhỏ nhỏ xinh xinh. 650k. Ok. Kia cái cây trong này. Giơ lên này. Đấy. Cây này thì giao lưu với anh em này 1,5 triệu. Trần Hiệp không biết nhìn vào đâu. Nó ăn giá. Là 1,5 triệu này giá. À, thằng nào nhìn siêu thế. Nhiều anh em nó về. Cái này tính anh em là 600 rồi. Ok. À, mấy cây này đã giao lưu hết rồi. Giao lưu hết rồi. Mấy cây này đều giao lưu hết rồi. Đây anh, những cái cây nhỏ nhỏ này giao lưu đi. Hồng cái này. Ôi, cho nó khỏe thì đã. Cái nhót này. Đâu anh? À. Nhót này đẹp à? Nhót này nhót Nhật à? Nhót Nhật. Quần toàn lằn. Nhót Nhật. Này giao lưu cho anh em nào. 4 triệu. Đâu, con giấy dán giá đâu mà lại đoán mò đó. 4 triệu nhá, anh em nhìn ngắm cho kỹ nhá, nhót Nhật. Đây, táo Nhật này. Táo Nhật này, vừa rụng hết quả anh em ăn hết rồi này. Rụng. Anh em là 2 triệu rưỡi này. Ok anh, 2,5 triệu cây này. Cái này bao nhiêu? 2 triệu. À. Đây quả đây đúng không anh? Đây quả như này đúng không? Đấy, quả. Ừ, nhiều nhờ. Cái này tính anh em 2 triệu. Vâng. Loại này thì chơi quả là chính. Nhiều hoa quả lắm á. Cái này răng bay này tính anh em 2 triệu rưỡi. Vâng. 2,5 triệu. Đây răng trực. Đấy, nói chung là cái tầm 2 triệu rưỡi, 2 triệu một cây. Ở đây hợp tác xã có 2, 4, 6, 8 cây, 9 cây. 9 cây thì anh em ưng cây nào thì alo số điện thoại trên màn hình nhé.